với các hiệu ứng nội dung thì phần này sẽ khá là nhiều. Thì hiện tại thì mình sẽ nói cho các bạn biết và nắm được những cái cơ bản trước. Còn về thị phạm ấy thì trong cái quá trình mà làm video thực hành, mình sẽ mô tả cho các bạn xem một cách trực quan hơn. Ở đây thì mình sẽ chia nó ra làm hai nhóm hiệu ứng. Thứ nhất là phân loại theo nội dung, mình sẽ chia nó ra làm các dạng như là dạng text này, dạng chữ ấy, dạng icon này, đó là các biểu tượng này, dạng image này là dạng hình ảnh, dạng video này, dạng các con số này, và dạng button ấy đó là dạng các nút bấm. Với dạng text thì mình sẽ phân chia theo các nhóm chức năng bao gồm nội dung bài viết này, đó là post content này, bài viết có gì ấy, thì nó sẽ hiển thị hết ra. Dạng tóm tắt bài viết này, nó sẽ tóm tắt nội dung của bài viết, nó sẽ lấy cái đoạn đầu tiên của bài viết để tóm tắt nội dung. Bạn có thể cài đặt cho nó là khoảng bao nhiêu chữ đầu tiên chẳng hạn, ví dụ như là 50 chữ hay là 70 chữ đầu tiên để làm tóm tắt bài viết. Tiếp theo đó là heading, bản chất thì nó là tiêu đề. Nếu mà phân chia theo chức năng ấy thì các bạn cũng có thể gõ cái từ khóa là title, là tiêu đề như lúc đầu mà mình nói. Ví dụ như là site title thì là tên website, page title thì nó là tên trang, hay là archive title thì nó là tiêu đề của danh mục. Kể cả khi là các bạn gõ chữ title thì các bạn cũng sẽ tìm được những cái heading theo chức năng như vậy. Còn khi các bạn gõ trực tiếp chữ heading ra ấy thì nó sẽ trả ra cho bạn các tiện ích. Trong danh sách đó thì vẫn có những cái chức năng của title nhé. Hoặc là các bạn có thể lựa chọn những tiện ích mà có chữ heading, nó sẽ đa dạng hơn về cái phần hiệu ứng, chủ yếu là ở cái phần hiển thị thôi. Ví dụ như là advanced heading này, các hiệu ứng kích thước chữ này, hiển thị chữ này, hiệu ứng xuất hiện của chữ như thế nào này, hay là guardian heading này, đó là các hiệu ứng liên quan tới màu sắc này. Bạn có thể cài đặt các cái giải màu đa sắc nhé, các giải màu đa sắc cho tiêu đề để nó sẽ không bị nhàm chán bởi là các tiêu đề một màu. Hay là animate text này, nó cũng là một kiểu dạng tiêu đề, nó sẽ tạo ra các hiệu ứng như là đánh máy này, hay là hiệu ứng khoanh tròn, hay là cái hiệu ứng gạch chân một cái từ quan trọng gì đấy. Thì trong cái phần thực hành ấy thì mình sẽ thị phạm để cho các bạn có thể nắm được rõ hơn. Tiếp theo, phân loại nội dung thứ hai là icon. Với cái icon ấy thì nó là dạng cơ bản thôi, dạng bình thường, không có hiệu ứng gì cả. Còn cái dạng latte icon này thì nó là định dạng icon dạng chuyển động nhé. Ví dụ như là hiệu ứng của cái tên lửa bay thẳng lên chẳng hạn này, hay là cái hình ảnh người chuyển động này. Tiếp theo là image này, là dạng hình ảnh. Nó cũng có rất nhiều loại, ví dụ như là hình ảnh đại diện của bài viết này, hình ảnh đại diện của sản phẩm này. Đó là phân theo chức năng thì nó chỉ là những cái hình ảnh bình thường thôi. Tiếp theo là phân theo hiệu ứng ấy, thì nó cũng có nhiều loại như là scrolling image này, là khi các bạn kích vào hình ảnh ấy thì nó sẽ dẫn các bạn tới một cái nội dung mà các bạn cài đặt trên cùng một trang. Hay là image compare, đây là cái dạng mà before after ấy, đây là cái dạng hình ảnh so sánh trước và sau khi sử dụng sản phẩm. Image swap này, cái này mình cũng ít dùng thôi. Cái logo grid này, đây là danh sách các logo, danh sách các khách hàng đối tác của mình. Hay là photo stack này, hay là image stack này, group này, nó cũng là hiển thị dạng ảnh thôi, nhưng mà sẽ là từ trên xuống dưới, không phải là từ trái qua phải. Cái justify grid là dạng ảnh kiểu grid ấy, nó sẽ hiển thị giống kiểu post grid, đó là các ô đều nhau. Product gallery, đây là danh sách các sản phẩm thôi. Đó là các hiệu ứng nhiều ảnh. Vậy thì một ảnh thì sao? Image hover effect này, thì khi các bạn di chuột hay là chạm tay vào ảnh ấy thì nó sẽ có một cái hiệu ứng gì đấy, sẽ làm cho bức ảnh trở nên thú vị hơn. Hay là single image score, đó là một ảnh đơn, khi mà người ta click vào bức ảnh đơn này ấy, thì nó sẽ dẫn đến một cái nội dung mà bạn cần. Product image thì nó chỉ là ảnh sản phẩm thôi. Tiếp theo là dạng video, thì nó cũng là ảnh thôi, thay vì hiển thị ảnh thì nó sẽ hiển thị video. Về dạng số này, number, nó là danh sách các số này. Business hour này thì nó là giờ làm việc này. Countdown ấy thì nó chính là cái tiện ích đếm ngược, nó là đếm ngược cho các chương trình khuyến mãi hay là chương trình gì đó mà các bạn tổ chức. Tiếp theo là dạng button này, nó cũng có rất nhiều kiểu, ví dụ như là cái button đơn, một cái nút đơn ấy thì các bạn chỉ cần gõ chữ button thôi. Dạng dual button, nó sẽ hiển thị hai nút song song, thì thay vì hiển thị hai cái nút đơn ấy thì sẽ có một cái button đôi, nó sẽ tiện hơn, nó sẽ là ứng dụng trong cái trường hợp khi mà các bạn muốn khách hàng lựa chọn một trong hai phương án, yes or no, hay là cái kiểu nhấn vào nút tìm hiểu thêm này và điền thông tin này, hay là mua ngay. Ví dụ như vậy, cái model pop up ấy thì khi mà người ta kích vào một cái nút ấy thì nó sẽ hiển thị ra một cái hộp, cái pop up ngay trên cái trang đó. Ví dụ nó là một cái hộp, hay là một cái box chú thích, hay là một cái quảng cáo, hay là một cái điền form chẳng hạn, thay vì là dẫn sang một cái trang khác thì nó sẽ hiển thị luôn ở cái trang hiện tại. Tiếp theo là creative button, nó đơn giản là có các hiệu ứng cho nút thú vị hơn thôi.